Chủ nhật ngày 27 tháng 7 năm 2008. Con ngồi hết xuống đi con, rồi thầy sẽ nói cho một vài pháp về biết cách sống để cho mình không làm khổ mình khổ người nữa con. Như các con đều biết, Đức Phật ra đời nhằm mục đích dựng lại cái nền đạo đức nhân bản của loài người. Vì trước Đức Phật nó cũng đã có cái nền đạo đức đó rồi chứ không phải không. Cho nên khi mà Đức Phật ra đời, Đức Phật nói đến cái bốn cái chân lý của loài người: khổ, tập, diệt, đạo. Đó là cái chân lý, là cái sự thật đó. Khổ là con người ai cũng khổ, không có con người nào mà nói rằng tôi không khổ. Cho nên đó là cái khổ đầu tiên Đức Phật nói, con người sinh ra là khổ. Mà muốn thoát khổ thì phải như thế nào? Nó phải có một cái chân lý của nó để nó thoát khổ. Chứ không phải muốn thoát khổ thì mình tu cái này tập cái kia đủ pháp là nó thoát khổ. Phải, nó có phương pháp đàng hoàng, nó có cái lối sống của nó đàng hồi hoàn toàn. Cho nên Đức Phật đưa ra bốn cái chân lý thì chúng ta thấy không còn ai mà phủ nhận và chối cãi rằng cái đó là cái sai. Cái khổ là nói con người khổ là đúng, không thể nào các con phủ nhận là tôi không có khổ, thì đó là mấy con vừa thấy rằng mấy con nói sai. Còn khổ là mấy con nhận thấy đúng là Đức Phật nói rồi. Rồi Đức Phật nói nguyên nhân khổ, Phật đế là cái nguyên nhân khổ, nguyên nhân là lòng ham muốn của chúng ta. Mà con người người nào lại không có lòng ham muốn, cho nên đó là cái nguyên nhân, dù là ham muốn ít hay là ham muốn nhiều thôi cũng có ham muốn. Cho nên cái nguyên nhân sinh khổ đó là lòng ham muốn của chúng ta, nó là tập đế. Diệt đế là một cái trạng thái không có khổ mà người ta gọi là niết bàn. Cái trạng thái chúng ta chưa tu nhưng mà chúng ta cũng nhận ra được nó, thì như vậy nó gọi là cái chân lý chứ. Còn đợi tới khi mà chúng ta tu rồi chúng ta mới biết được cái niết bàn, thì cái chuyện đó là mơ hồ không đúng. Bởi vì nó là cái chân lý là chúng ta chưa tu chúng ta cũng phải biết nó, biết chứ không phải là không biết. Cho nên đó là cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Thanh thản an lạc vô sự. Tâm mấy con thanh thản, mấy con bây giờ mấy con ngồi, mấy con mới nghĩ ngợi, mấy con lo đầu, không có buồn phiền giận hờn, nó không phải là thanh thản sao? Nó không phải giải thoát rồi. Thân mấy con ngồi ăn nó an ổn, nó không có đau nhức, nó không có cảm thọ, thì nó không phải là an lạc sao? Nó rõ ràng vô sự thì thân và tâm mấy con ngồi yên lặng như thế này, khi nó hoàn toàn nó tâm nó không nghĩ niệm gì hết thì nó là vô sự. Thân thì nó không đau nhức thì nó cũng vô sự, mà mấy con có đứng dậy đi làm gì đâu. Cho nên thân tâm mấy con hoàn toàn là vô sự. Vì vậy mà thanh thản an lạc vô sự là một trạng thái của niết bàn, một niết bàn. Nhưng mà cái trạng thái đó bây giờ chúng ta sống bao lâu? Các con thấy chừng một phút mà mấy con chưa chắc đã là mấy con sống được với nó. Cho nên vì vậy Đức Phật mới bảo vệ cái chân lý đó, làm cho chúng ta sống cái trạng thái không có đau khổ đó kéo dài ra chừng nào tốt chừng ấy. Cho nên trên tứ niệm xứ Đức Phật dạy rất rõ ràng, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là người đã chứng đạt. Trong 7 ngày mấy con kéo dài cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự là mấy con đã chứng đạt. Vì cái trạng thái là trạng thái vô lậu. Mà đạo Phật là đạo chứng cái vô lậu đó mới phải. Vô lậu, còn hiện giờ tâm chúng ta tâm hữu lậu nữa. Nó nghĩ ngợi cái này kia nọ rồi buồn phiền, rồi lo lắng, rồi sợ hãi. Rồi kế đó ngồi hơi thì đau nhức tê mỏi. Tất cả những cái đó đều là lậu hoặc thế thôi, phải không? Mà tu tập rồi thì chúng ta sẽ vô lậu. Cho nên chứng đạo Phật chứng quả không có nghĩa là chúng ta có hào quang, phóng hào quang, ánh sáng hay là thần thông phép pháp. Mà chứng đạo Phật là hai chỗ cái tâm vô lậu. Nếu mà vô lậu chúng ta kéo dài suốt một cái thời gian 7 ngày thì lúc bây giờ đó là chúng ta đã chứng quả. Cái quả A-la-hán, còn nghe cái danh từ A-la-hán nghe nó cao siêu vô cùng ạ. Nhưng mà sự thật ra nó vô lậu chứ không có nghĩa gì hết. Mà vô lậu thì cái trạng thái như hồi nãy thầy nói với con, thanh thản an lạc vô sự là vô lậu. Nhưng muốn mà tu tập được nó đó thì nó có cái chương trình tu tập của nó gọi là Pháp Chánh Đạo, gọi là Đạo Đế mấy con. Nó có 8 lớp, 8 lớp tu tập chứ không phải một lớp. Còn thấy đạo Phật nó rõ ràng, mà nói đến ví dụ cái phương pháp tu thì nó là một cái chân lý, thì nó phải là cái chương trình giáo dục đào tạo. Cũng như bây giờ mấy con muốn đọc chữ, mấy con muốn đổ bác sĩ nè, hoặc là luật sư nè, hoặc là kiến trúc sư nè, thì cái chương trình học mấy con phải qua cái cấp trung học của mấy con, phải tốt nghiệp cái khi xong cái bằng tú tài của mấy con rồi thì mấy con mới vào đại học, mấy con mới có đi vào chuyên môn, mới trở thành người bác sĩ, mới trở thành một cái ông kiến trúc sư chứ. Thế bây giờ mấy con chưa tốt nghiệp mà trung học cấp 3 thì mấy con làm sao mấy con vào đại học được? Sao mày ơi,
thì cái chương trình mà tu học của đạo Phật muốn tâm mình vô lậu cũng phải có cái chương trình tu học gì, chứ không phải là vô chùa lại Phật để cầu Phật phù hộ cho mình vô lậu thì điều đó không có. Hoặc là niệm Phật để cho được nhất tâm, để tâm mình, để cho mình được sanh vào cõi cực lạc vô lậu thì điều đó không có. Không có điều đó. Cái chương trình tu học ta hẳn hoài hoàn toàn. Lớp thứ nhất là lớp chứng kiến. Hằng ngày chúng ta sống, chúng ta phải thấy cái gì đúng, còn thấy sai nó sẽ đem đến chúng ta khổ. Muốn thấy đúng thì chúng ta phải học đạo đức nhân bản, nhân bản. Bởi vì đạo đức gốc, cho nên Đức Phật dạy chúng ta mới còn thấy Đức Phật dạy cái gì đâu. Mấy con giàu thọ tam quy ngũ giới gì? Ngũ giới là năm cái đức nhân bản, là năm đức gốc của con người. Nếu một con người mà không giữ gìn năm cái giới luật này á, năm cái đức này á, thì nó là một đẳng giặc. Chúng ta cũng hung ác, cũng ăn thịt, cũng giết hại chúng sanh, có phải không mấy con? Mà nếu mà chúng ta giữ gìn được năm giới này thì cái giới thứ nhất là không giết hại chúng sanh. Mà không giết hại chúng sanh nó là đức dưới sinh, lòng thương yêu. Do lòng thương yêu chúng ta mới không giết hại chúng sanh, chúng ta mới mang thịt. Vì chúng ta chưa có lòng thương yêu, cho nên vì vậy mà chúng ta giết con vật, chúng ta ăn thịt một cách rất dễ dàng, không khó khăn. Đó là lòng thương yêu, chúng ta chưa thấy sự sống. Mà sự sống là một sự bình đẳng. Mấy con có sự sống thì nó cũng cái sự sống của một loài chúng sanh, loài cá, tôm, heo, gà, dê, tất cả mọi loài vật nó cũng có sự sống, nó có bình đẳng, sự sống bình đẳng như chúng ta. Nhưng chúng ta vì có cái đầu óc thông minh, vì có nghĩ đến cách này cách kia, hoặc là nuôi dưỡng chúng rồi giết hại chúng rồi đem chúng ăn thịt, nhưng mà chúng vì sức yếu hơn, vì không đủ cái trí thông minh như chúng ta được, cho nên chúng ta muốn giết hồi nào giết, muốn ăn thịt hồi nào ăn thịt. Chúng ta tìm mọi cách để bắt những cái loài thú vật rừng, rồi chúng ta ăn không đủ thì chúng ta lại tìm cách nuôi dưỡng, rồi chúng ta làm thịt như nuôi heo, nuôi gà, vịt, tất cả những cái thứ, những cái con vật mà chúng ta nuôi. Các con thấy bây giờ mình nuôi một con gà đi, hằng ngày mình đem cái thóc gạo mình cho chúng ăn, nó quấn quýt bên mình, khi mình kêu túc túc nó thì nó chai lại, nó coi như mình là người cha người mẹ nó. Thế mà tới chừng ăn thịt thì chúng ta cũng vật đâu. Một con chó, một con mèo, một con vật xung quanh chúng ta nuôi, nó có một cái tình thương yêu chúng ta nuôi. Con người chứ đánh mình, đánh người đó, mình chửi người đó, mình mắng người đó giận mình lâu. Chứ con chó còn đánh đập nó, chừng một chút xíu sau đó con kêu nó cũng bắt lui, nó mừng con, cái nó không có bao giờ mà nó giận hờn con lâu. Con thấy cái tình cảm của con người. Thế mà chúng ta nở tâm, chúng ta không có được thương yêu. Chúng ta có thương yêu, nhưng thương yêu chúng ta chỉ nhất, không phải đa. Chúng ta thương con chúng ta, nhưng mà nhiều khi mấy con thấy mình thương con, mình muốn con mình phải theo ý của mình đánh đập nó nữa chứ đâu phải là mình thương thật rồi. Tại sao mình đánh đập nó để làm cho nó đau khổ? Cho nên cái mà mình do cái mình không hiểu đạo đức, thì vậy mình không hiểu đạo đức do cái sự lầm lạc đó mà mình tưởng là mình muốn chỉ đạo con của mình là phải theo mình, ý mình muốn sao là nó phải theo. Cho nên mà nó không theo mình thì mình đánh nó, mình phạt dạ nó. Mà hiện giờ thì pháp luật nó không thấy. Khi mình có những cái hành động đánh con mình cũng vẫn bị pháp luật căn cứ vào pháp luật mình cũng có tội, tức là bảo vệ sự sống đó. Cho nên hôm nay thầy nói như vậy để chúng ta biết rằng cái đạo đức của con người nó đang xuống cấp. Đang xuống cấp là tại vì chúng ta không hiểu đạo đức. Chúng ta đến chùa, chúng ta thọ tam quy ngũ giới xong rồi, rồi chúng ta chỉ hiểu giới luật cấm như vậy vậy, rồi chúng ta thọ về đó mà chơi thôi. Cái sự thật chúng ta không có giữ gìn trọn vẹn cái giới thứ nhất. Mấy con thấy cái không sát sanh, không giết hại chúng sanh thì cái đức dưới sinh. Cái giới thứ hai thì không lấy của không cho, không tham lam trộm cắp, không lấy của không cho, thì cái giới đức ly tham, ly cái lòng tham. Thì cái lòng tham thì nó có cái dục ở trong đó kỹ lắm. Mình muốn lấy của người ta mà làm của mình, mình muốn dục của người ta mà trở thành mình để cho mình, không có tổn sức, không có phí công. Đó là cái bất công của mình, cái bất công của mình. Đó là cái giới thứ hai. Cái giới thứ ba mới con biết Đức Phật dạy sống dạy chúng ta không được tài giác. Nghĩa là cái đạo, cái giới đó thì dạy như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu Đức Phật muốn dạy đạo đức gia đình của chúng ta đó mới. Nghĩa là một cái người vợ hoặc người chồng khi cùng nhau đã thành vợ chồng rồi thì đừng có nhìn cái người khác phái khác mà nghĩ cái tâm khác thì không được. Đó là cái đức chung thủy. Đức chung thủy, chung tình, chung thủy, sống với nhau để cùng nhau chia vui sẻ buồn trong cuộc đời này, phải biết tôn trọng cung kính nhau. Còn đằng này khi mà chúng ta quen nhau rồi thì thôi, không còn tôn trọng cung kính nhau, cho nên cãi cọ rồi đánh nhau, thành nó tạo nên cái bạo lực gia đình rất đau khổ. Hiện giờ thì bạo lực gia đình rất nhiều, cho nên khi mà chúng ta đã kết hôn nhau để thành vợ chồng thì chúng ta phải giữ cái đức, cái giới đức chung thủy, tức là không nên phạm vào cái giới
tà dâm, nghĩa là có vợ có chồng thôi, chứ đừng có đi nhìn người khác, phái khác, người khác thì không được. Khi mà đã cùng nhau thương yêu kết thành vợ chồng rồi thì cùng nhau lo lắng trong cuộc đời, thì đừng có nhìn ngó người khác, người này người khác, làm cho gia đình mình đau khổ. Thì đạo Phật có nào cái giới đó cũng là nói những cái đạo đức gia đình, cho nên cái bộ một cái giới đó nó trở thành cái bộ sách đạo đức gia đình. Thầy đang soạn cái tập 2 của đạo đức gia đình và nó có thể có tới tập 3, vì mọi sự kiện xảy ra trong gia đình đều thiếu đạo đức mà nó đi đến cái chỗ bạo lực gia đình, cái chỗ gia đình tan nát. Cho nên là một người Phật tử, là một người hiểu biết Phật pháp thì chúng ta phải học 5 cái giới đức này. Đó là cái giới thứ 3. Cái giới thứ 4 là Đức Phật cấm không nói dối. Không nói dối tức là nói không thành thật, hoặc là làm một cái điều gì nói cái điều nấy, đừng có nói sai cái điều mình làm. Mà cái giới mà không thành thật thì nó sẽ làm cho mình mất uy tín. Người ta hiểu biết cái người đó nói láo, nó không thật, thì sau này họ có nói gì người ta không tin nữa. Mình tự mình làm mất cái uy tín đấy. Cho nên cái giới này cần phải học tập kỹ lưỡng mà rất khó mới không. Có nhiều điều chúng ta nói dối mà không Phật, không hại ai, không hại mình, không hại người mà vẫn nói dối chân. Điều đó là điều nguy hiểm lớn. Cho nên trong khi mà Đức Phật dạy La Hầu La là đứa con một của Đức Phật, khi Đức Phật chấp nhận cho La Hầu La đi tu thì còn tuổi trẻ, còn nhỏ, còn nít. Cho nên trong cái thời Đức Phật đó, thì cái chú mà bé mà đi xuất gia đầu tiên đó, thì đó là La Hầu La, đứa con của Phật. Cho nên sau này mà chúng ta có những người mà thọ sa di đó, thì cái thời Đức Phật thì cái chú mà thọ sa di đầu tiên của đạo Phật đó là chú La Hầu La, là con trai một của Đức Phật. Thì trong khi dạy, Đức Phật dạy một cái người mà nói dối ấy, thì cũng giống như một cái chậu mà rửa chân. Đức Phật thấy chậu nước mà rửa chân, khi mà rửa chân rồi ấy, thì cái chậu nước đó đem đổ đi, lấy cái chậu nước đó đựng cơm thì chắc chắn là không ai ăn ở trong chậu. Thì một cái người nói láo rồi, khi người ta biết người nói láo rồi thì người ta không xài người đó. Và Đức Phật còn thêm, một người nói láo rồi, nói giọng ngữ rồi thì những điều ác gì họ cũng có thể làm được. Họ có thể làm gì? Cái bản chất của nói láo là họ có thể làm những cái điều ác được. Họ có thể giết hại con người được, giết hại chúng sanh được, có thể trộm cắp tham lam được. Thế họ nói dối được, họ gạt người khác được, thì tất cả những điều ác khác đều làm được. Trong khi Đức Phật dạy đứa con trai của mình. Cho nên vì vậy mà giống như là một cái chậu mà rửa chân, để rồi khi đổ cái nước rửa chân đi rồi thì lấy cái chậu đó để đựng cơm ăn, thì Đức Phật có ai ăn không? Thì là nó không ai ăn. Thì Đức Phật nói một con người mà nói dối rồi thì cũng giống như một cái chậu mà rửa chân, lúc bây giờ thì bỏ chứ còn ai sợ. Vì ngày xưa mấy con thấy không có đi dép mà cũng không có đường xá như khô ráo như chúng ta đâu, lầy lậu. Mà khi mà đi vào rồi thì lúc bây giờ khi Đức Phật đến thăm cái thất của La Hầu La, thì Đức La Hầu La mới múc một cái chậu nước để cho Đức Phật rửa chân, rồi mới lên cái chỗ nơi Đức Phật ngồi xếp bàn lại. Do đó Đức Phật rửa chân xong rồi thì nhân cái chỗ mà cái chậu nước rửa chân đó mà Đức Phật dạy La Hầu La về vấn đề giới thứ tư không nói dối. Mà cái người nói dối là cái người rất xấu. Đó là cái đức thành thật. Cái giới nói dối đó là cái đức thành thật. Bởi vì mình phải học cái đạo đức thành thật. Ở đời nay thì nó có nhiều cái sự dối trá, cho nên chúng ta phải học về cái đức thành thật. Mà học đức thành thật thì chúng ta mới hiểu được những sự dối trá của kẻ khác. Người ta lừa đảo mình qua cái sự dối trá đó. Và cái đức cuối cùng là trong năm giới, và cái đức cuối cùng là đức minh mạnh. Đức minh mạnh trong giới luật thì cấm không có cho uống rượu. Nhưng mà gần đây thì quý hòa thượng có dạy rằng Đức Phật cho mình uống rượu nhưng cấm mình không cho uống rượu sai. Nhưng sự thật đó là cái bào chữa thôi, cách thức mà sửa lại cái giới luật của Phật. Chứ sự thật ra Đức Phật có một đức là cái giới, nó là cái đức minh mạnh, cái đức sáng suốt. Một con người sáng suốt thì không nên đem một cái chất để thành cái diện gặp, làm cho cơ thể chúng ta bệnh tật, sai, làm cho chúng ta đắm mê nghiện cái chất đó thì không nên. Bởi vì chúng ta ăn cơm sống chứ không phải là uống rượu mà sống. Cho nên Đức Phật lấy rượu mà làm cái tiêu chuẩn để ở trong cái giới đó cấm không cho uống rượu. Nhưng mà sự thật ra thì Đức Phật cấm không cho hút thuốc lá, thuốc phiện, cà phê, những cái thứ mà nghiện gặp thì Đức Phật không cho. Bởi vì cái tâm mà tham sân si của mình muốn bỏ nó còn khó thai, mà bây giờ lại thêm những cái chất như rượu, trà, thuốc lá, cà phê, thuốc lào, tất cả những cái đó nó thêm. Mà các con thấy một khi một cái người nghiện rượu rồi bỏ rượu cũng không phải dễ, mà cái
tâm tham sân si cố cựu ở trong tâm chúng ta hiện giờ là mục đích chúng ta phải lìa xa ra những cái tâm tham sân si chúng ta là cái khó khăn nhất. Thế mà chúng ta còn quân vô những cái rượu chè rồi thuốc lá thuốc lào thì nó lại còn làm chúng ta thêm những cái nghiện gặp khổ đó. Nó thì mấy con thấy Đức Phật năm cái giới Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng và cụ thể, đem lại lợi ích thiết thực cho đời người của chúng ta. Chỉ có năm giới thôi, đâu có gì nhiều nữa thôi. Thế mà năm giới chúng ta học đạo đức, đức hiếu sinh. Thế bây giờ thầy nói như thế này, mấy con thấy rõ ràng. Một cái người mà họ thấy một cái nhà cháy, họ xông vào để cứu một đứa bé ở trong nhà, hoặc là những người bị cháy trong nhà, họ xông vào để họ cứu những người đó, là cái đức hiếu sinh, là đức hiếu sinh dũng cảm. Bây giờ tại sao mà các con thấy này, hàng ngày tại sao có những tai nạn giao thông xảy ra? Do chúng ta thiếu đức hiếu sinh cẩn thận mấy con. Có phải không? Mình thiếu cẩn thận, mình lái xe không cẩn thận. Cho nên do thiếu cẩn thận, người này cẩn thận mà người kia không cẩn thận thì tai nạn chỉnh vẫn đem đến. Chứ không phải toàn bộ chúng ta đều cẩn thận hết thì tai nạn giao thông không có. Các con biết trong vòng mới nửa năm, 5 năm thôi mà báo công an đã đăng cho đã tổng số cái số mà người bị chết ở trong nước của chúng ta trong nước về tai nạn giao thông, nghĩa là hơn 5.000 người, hơn 5.000 người chết và 3.526 người bị thương. Trong đó có thể nói rằng tật nguyền đi gãy chân gãy tay, có thể nói rằng phải ngồi trên xe lăn thì mới không phải khổ hết sức khổ. Mà chỉ có năm tháng đầu năm 2008 này thôi mà báo chí nó tổng kê lại cho thấy được cái số tai nạn giao thông, và trong báo còn nói rất mừng là vì tai nạn giao thông đã giảm, mà nó còn số lượng vậy mà cỡ nó không giảm thì mấy con thấy số lượng nó đông bao nhiêu. Đó là do cái đức gì mấy con? Thiếu đức hiếu sinh cẩn thận giao thông. Bởi vì mình thiếu cẩn thận cho lấy đậu, không ngờ khi mình tưởng là con đường này vắng, mình chạy ào ào không giữ được tốc độ thì ở trong nhà họ phóng xe ra thì cái rằm liền tức tắc. Cho nên mình đi đường cẩn thận, trên cái sự cẩn thận của mình. Và người mà ở trong nhà mà đi ra cũng nên cẩn thận, khi mình muốn phóng xe ra đường để đi thì mình phải xem trước xem sau. Và người đi bộ cũng phải cẩn thận, khi mình băng qua đường, đụng cái mình đường đi như thế này mình băng qua thì cái người lái xe người ta đâu có kịp. Mình muốn băng qua thì đứng lại đưa tay ra hiệu đàng hoàng, đó là cái sự cẩn thận, để rồi lần lượt mình bước đi trên đường làm sao có tai nạn. Thường thường thầy đi đường thầy thấy rõ ràng xe mình đương chạy sao trên lề mặt như thế này, họ cũng đi lên bên lề mặt như thế này, thì đùng cái họ nhảy qua bên đây, trời đó, cái xe ở sau mình đi tới vậy, mà trong khi họ đang đi bộ hoặc là đi xe đạp họ quẹo qua cái vậy, thử hỏi anh sao này mình lách xe cho kịp không. Là do cái sự không cẩn thận, khi mình muốn băng qua đường thì ít ra mình đi xe đạp thì mình phải dừng lại rồi mình ra dấu hiệu rồi mình mới qua được, còn không thì mình chịu khó mình đẩy xe mình qua, có gì đâu, nó chậm một chút mà nó không xảy ra tai nạn. Mà xảy ra tai nạn thì phải có sự chết, phải có đi nằm nhà thương, nó làm cho gia đình của cả hai bên đều khổ hết chứ đâu phải có người nào đó. Chỉ cẩn thận là nó đem lại hạnh phúc biết bao nhiêu, đó là đức hiếu sinh cẩn thận. Cho nên mọi cái chúng ta phải học, mà không học thì chúng ta không biết. Mà mọi trong đất nước chúng ta mọi người đều học hết thì ai ra đường sử dụng trên cái đường để mà cùng đi nhau, và tốc độ xe để mà di chuyển nhanh chóng thì nó lại càng tiện lợi bao nhiêu thì tai nạn lại xảy ra càng bấy nhiêu. Thì cái đức hạnh phải càng học thấm nhường bấy nhiêu, thì lúc bây giờ đâu có sự đau khổ như thế đâu. Cho nên thầy kê ra để thấy một vài hành động đạo đức mà đạo Phật đã nhắm vào từ trong khi thời Đức Phật là cái thời toàn bộ lạc, đâu có xe cộ như thời chúng ta. Thế mà có những cái đạo đức cẩn thận như vậy, các con thấy vì một số trẻ em học sinh không cẩn thận đi tắm suối xong tới chừng chết đuối làm đau khổ, đã các em đã bị chết rồi gia đình khổ sở, đó là thiếu sự cẩn thận. Chứ có gì đâu, nếu mà cẩn thận thì các em đâu có đến nổi. Bây giờ muốn tắm cái dòng sông đó, khúc suối đó, đừng có rủ nhau mà đến nói với cha mẹ bây giờ chúng con muốn tắm trong cái dòng sông dòng suối đó đó, ba mẹ có thấy chỗ đó được không? Mình cẩn thận mình phải hỏi trước, rồi người lớn người ta dò người ta thấy được người ta cho, người ta nói không có được, các con xuống đây nó hụt chân hoặc là chỗ này nó lún cát hầm người kia không có được, chỗ này là người lớn người ta đã trải qua người ta biết, còn này vui chơi nhau đi học đủ nhau đi đùng xuống
cái dòng suối đó, cái dòng sông đó. Thì tới chừng tai họa thì hỏi ôi rồi còn cái gì đó, chết rồi còn. Cho nên trên cái sự cẩn thận, khi mà muốn trèo trên cái xoài, cái mít để mà hái trái xoài, trái mít, trái ổi hoặc là cái dừa, thì sự cẩn thận cũng giúp chúng ta không té. Các con thấy cẩn thận như thế nào? Bây giờ muốn trèo trên cái cây đó thì chúng ta có một cái sợi dây, chúng ta sẽ quăng lên đó, cột cái dây trên lưng, rồi bắt đầu chúng ta trèo trên đó tới chừng xuống thì chúng ta từ từ xuống có cái dây trên lưng. Lỡ nó trật tay thì cái dây nó trèo chúng ta, nó không bao giờ chúng ta rớt, có phải không hay không? Còn này muốn trèo lên thì trèo lên đại, cái chừng nó trật tay một cái ha, hoặc là nắm cái bẹ dừa nó tủi, nó rớt cái bẹ dừa nó không chặt được, nó rớt xuống thì lúc bây giờ chúng ta chỉ còn có đi nằm nhà thương hoặc chúng ta chết ngay tại chỗ. Đó là thiếu đức cẩn thận. Cho nên trong cái đức cẩn thận rất là tuyệt vời, nó giúp chúng ta được bình an. Bây giờ thầy nói đây đi ra cổng thôi, mấy con có đức cẩn thận mấy con, là mấy con bước đi từng bước, mấy con chú ý với bàn chân, mấy con không đạp một cái miếng chai, không đạp một cái cây gai thì nó làm sao nó đau mấy con. Mấy con cũng không bao giờ sụp hố sụp hầm. Các con thấy đó là đức cẩn thận. Mà đức cẩn thận thì phương pháp của đạo Phật dạy chúng ta cẩn thận rất rõ ràng, có phương pháp tập tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác trong từng hành động của chúng ta. Tại sao chúng ta không tập? Như vậy là tập cái sự tỉnh giác trong từng hành động chúng ta. Bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, làm tất cả công việc đều tỉnh giác, tức là đức cẩn thận cái gì? Đạo Phật hay quá. Tại sao có những cái phương pháp dạy chúng ta? Chúng ta nói cẩn thận thì ai nói cũng dễ, nhưng mà thực hiện được cái đức cẩn thận là phải có sự tu tập rèn luyện, chứ không phải nói suông được. Đạo hay lắm. Thầy nói cái pháp nào cũng đem lại lợi ích cho chúng ta thiết thực, nhằm để xây dựng chúng ta con người có đạo đức, thương mình, không làm khổ mình. Đi ra kia đạp cây gai đau quá, ngồi lễ cây gai có ai đau? Mình đau chứ ai? Do thiếu đức cẩn thận. Thảo còn đây chứ. Cho nên từ những cái chút này cho đến chút kia, người ta dạy từng chút hoàn toàn cái cuộc sống của chúng ta. Thế đó làm cái sự thật. Sau khi mấy con được tu tập pháp chánh niệm tỉnh giác, tức là tu tập đức tỉnh, tức là muốn thực hiện đức hiếu sinh, lòng thương yêu mình, thương yêu người, không làm khổ mình, không làm khổ người, thì chúng ta phải có đủ sức tỉnh giác. Đủ sức tỉnh giác thì chúng ta mới không làm khổ mình. Đủ sức tỉnh giác thì phải tập chánh niệm tỉnh giác. Sau khi tập được chánh niệm tỉnh giác rồi thì bắt đầu chúng ta tiến tới nhiếp tâm và an trú. Bởi vì thân của chúng ta biết nó là cái thân vô thường, mà bữa nay nó mạnh thì ngày mai nó đau chứ sao. Không thể nào mà nói là tôi không đau. Bởi vì trên thân của chúng ta có bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Sanh là cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống chung đụng tiếp xúc với mọi người, người nói dày, kẻ nói khác, làm cho tâm chúng ta không có an, khổ sở. Do nên vì vậy muốn làm chủ được cái tâm mình bất động, để cho nó đừng buồn khổ, đừng có dao động tâm, thì mình có những cái phương pháp như lý trái ý. Mỗi lần người ta nói cái gì mà trái ý mình thì mình trái ý, tất cả đều nhân quả, tâm bất động, đừng để tâm mình động ở trên cái lời nói của người đó, thì mình được giải thoát. Do đó thì tâm mình trở về sự bất động thanh thản an vô sự. Như Đức Phật đã dạy, cái pháp rất hay. Mấy con nói, thầy nói ở đây mấy con về mấy con áp dụng thử thì mấy con sẽ biết. Đức Phật nói có như lý tắc ý, thì lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Thầy Đức Phật nói còn ngon rất ngắn. Cũng như lậu hoặc bây giờ tâm mấy con là có, không có giận hờn phiền não, thì mấy con biết là mình tính mình ai nói mà cái thì mình dễ giận lắm. Cho nên mình nhắc tâm sân này từ vậy, vì sao mà không có sân nha, sân là đau khổ là ác pháp đó, mình nhắc nó vậy thôi. Rồi mình lát một chút nữa cái mình ngồi lại mình nhắc, lát nữa mình ngồi mình nhắc, nhắc như không ngờ là mai mốt người ta có nói trái ý gì sao lại mình không vậy. Đó là cái tâm sân của mình, nó nhờ tác ý đó mà nó sẽ tâm sân. Còn bây giờ cái tâm sân của mình nó đang người ta nói mình tức giận tâm sân, mình nhắc nó sân là ác pháp nè, cái tâm này không được sân, sân mày là khổ, tự mày làm khổ mày nè, dừng lấy đi. Còn chỉ tác ý vậy, cái bắt đầu nó hạ xuống, nó không sân rồi. Nó là có sân thì nó bị gì hết. Các con nhớ lời Đức Phật không? Nó rõ ràng. Bây giờ thân của chúng ta nó có bệnh cái gì? Nó đau, nhức cái đầu, đau cái bụng, hoặc là nhức cái tay. Thì Đức Phật cũng nói, bảo mình như lý tác ý thì nó sẽ đi, nó sẽ diệt nó chứ đâu có gì đâu mà sợ. Họ là vô thường. Cái nhức đầu này, phải đi đi, không được ở đây nữa. Cái thân này phải mạnh khỏe, không có đau nữa, bệnh nữa. Mình nói vậy thôi chứ mình có làm gì được nó đâu. Nhưng mà mình khéo léo mình nương vào trong cái hơi thở, hoặc mình nương vào cánh tay đi ra đi vô. Bởi vì khi nó nhức đầu thì cái tâm của mình, cái nhức của mình nó tập trung ở trong cái nhức con, nó sẽ bị cảm thấy nhức nhiều.
thay vì bây giờ mình lôi cái tâm mình ra bằng cách nương vào hơi thở, cái cảm thọ này, cái nhức đầu này phải đi đi ra khỏi thân, và chỉ biết có hơi thở thôi chứ còn không có biết này nữa, thì bắt đầu hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết thôi. Rồi mấy con cứ tập trung hít vô thở ra, hít vô thở ra, cứ chú ý hơi thở thôi, nhức đầu kệ nó, đừng có chú ý nó nữa mà chú ý cái hơi thở thôi. Rồi các con thấy nó chưa hết thì mới còn tác ý nữa, tác ý nữa, thọ là vô thường, hãy đi đi, ở đây chỉ biết hơi thở thôi, hít vô thở ra, hít vô thở ra, chuyện hơi sao mấy con hơi cái nó an trú được trong hơi thở, nó làm như nó quên đi cái đau. Thì lúc bây giờ mấy con một lúc mấy con thấy biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng an lại luôn, mấy con xả ra cái đầu không bắt. À như vậy là rõ ràng là đuổi nó đi đó. Đây. Còn bây giờ mấy con thấy hơi thở là sợ nó có rối loạn hô hấp, nó làm cho mấy con tức ngực hoặc là mệt, thì do đó mấy con đưa cánh tay ra, mấy con đưa vô đưa ra như thế này, để cho cái tâm của mấy con chú ý vào cái đưa ra, cánh tay đưa ra đưa vô, để cho nó không còn nữa, giảm bớt cái đau của nó, tập trung vào cái đầu đau của mấy con, hoặc là tập trung trong cái đau của cái bụng mấy con. Thì lúc bây giờ bị cánh tay đưa ra vô vậy, nó mắt nhìn cánh tay mấy con đưa ra đưa vô vậy, nó chú ý thì nó làm giảm bớt cái sự tập trung trong cái đau của mấy con đi, con hiểu không? Để chia cái phần đau nó ra cái phần khác đi, thì nó giảm đi. Thì lúc bây giờ mấy con tác ý là cái chính, mà cái đưa tay ra là phụ, phụ để an trú ở trong đó, thì cuối cùng cái bệnh mấy con cũng đẩy lui được không? Bệnh gì thầy nói cũng đẩy lui hết, chứ không phải là nói bệnh nhức đầu sơ sơ đâu, cả như bệnh ung thư nè cũng hết nè, bệnh gì cũng hết nữa, tại vì con không sợ cái bệnh. Còn con để cái bệnh đó rồi con nghe bác sĩ nói đây là ung thư rồi, tới giai đoạn thứ ba thứ tư rồi đây, thì bắt đầu quả hồn nó sẽ chết đó, nó càng đau luôn nữa, chẳng sợ gì, ung thư gì cũng đi đi, chứ ở đây không có ung thư gì nữa hết. Thì mấy con cứ yên tâm, cứ đưa tay ra đưa tay vô vậy. Rồi mấy con nói, họ là vô thường, mày vô thường, năm trước nữa không đau mà tại sao giờ mày đau, khi mày phải ra không được ở đây. Mấy con nói đúng mà, đúng lý mà, năm rồi mấy con có đau đâu, nhưng mà tại sao năm nay đau, thì năm nay phải đi ra, sang năm phải hết đau. Có vậy thôi, cố gắng đưa tay ra vô tập trung này, giờ này chưa hết, giờ sao làm nữa, bây giờ đau thì còn có nước mà đuổi bệnh thôi chứ gì, đuổi chừng nào đi thôi. Thì mấy con chỉ cần 30 phút, rồi 1 giờ, 2 giờ, cao lắm 3 tiếng đồng hồ là bệnh mấy con cũng hết. Mà cao lắm Đức Phật mới 7 ngày, mấy con bền chí 7 ngày đuổi bệnh như thế này, thầy mới vô bệnh ung thư, bệnh mà bán thân mấy con nằm liệt, mấy con cũng đứng dậy đi được, nó phục hồi lại đó. 7 ngày cái sức mà tác ý của mấy con, ý thức lực nó mạnh kinh khủng, nó làm cho cái thân của mấy con phục hồi lại hết. Thầy nói đến cái người mà bán thân mà nằm liệt một tay một chân, họ đuổi riết trong cái họ, bây giờ họ làm gì được, thậm chí như ăn cũng phải có người đút họ đó mấy con. Thế mà họ cứ bền chí họ đuổi, nương vào cái hơi thở, họ nằm đó họ đuổi trong hơi thở, và cuối cùng cái tay họ bắt đầu nó hoạt động, chân họ bắt, thì 7 ngày sau đứng dậy họ đi như thường, không có gì, khỏi cần uống thuốc gì. Nó còn mạnh mẽ trên cái pháp của Phật, Phật mới có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh, không sanh mà đã sanh thì bị diệt. Cái ý thức lực của chúng ta, tâm chúng ta có cái lực vô cùng lận, chứ đâu phải là không có lực mấy con. Nhưng mà tại vì mình không đủ niềm tin, mình không đủ cái sự bền chí, mới làm có 2-3 phút cái bắt đầu nghe, thôi không hết, thôi bỏ, nằm đấy ráng mà chịu. Nhưng mà các con chịu đau chứ mấy con làm gì hết, đúng không? Không, hai con đuổi đi hết đó là. Vậy đó. Dạ. Đó. Con đau ghê lắm nè, cái con tập ý, cái con đi học là thầy nói là mỗi người tu ha, con đuổi vậy nè. Đẩy tay ra. Nó bay hết trơn, còn bệnh. Nó đi hết rồi con. Dạ. Đó là cái tính lực tôi dữ lắm con. Bởi vì thầy dạy mấy con là cái lực rất lớn mấy con. Bởi vì mấy con, nếu mấy con bỏ tiền mấy con đi bác sĩ, mấy con uống thuốc rồi thì cái bệnh này nó hết, nó sẽ sanh cái bệnh khác, thuốc mà. Còn cái này nó không có sanh nữa đâu con. Bởi vì mình chỉ lấy cái lực của mình đuổi, cho nên cơ thể của mình nó không bị ảnh hưởng của thuốc thang. Có nhiều cái hóa chất ở trong thuốc, có nhiều cái thứ thuốc nó độc để nó trị cái bệnh độc, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim gan phèo phổi của mình, phần khác ở trong cơ thể. Cho nên ráng cố gắng đi con. Tinh Phật chỉ các con từ thấp đuốc lên mà đi, chứ Đức Phật cũng không đi giùm mình được. Bởi vì nghiệp của mình tạo mà, cho nên thân mình bị đau mà. Do đó chỉ có mình nỗ lực mình đẩy lui nó thôi. Cái lực của mình ghê gớm lắm. Cái con người của mình nó có cái sức lực vô cùng. Thế mà mình không biết triển khai nó, cho nên mình thấy nó yếu, mềm như cây sậy. Với sự thật nó không phải cây sậy đâu mấy con. Nó vững vàng lắm. Tinh thần của nó vững thì cái thân nó rất vững. Mà tinh thần nó yếu thì cái thân nó còn yếu hơn cây sậy. Thầy nói thật sự, khi cái tinh thần mình bị giảm rồi, nó yếu lắm mấy con. Cho nên mấy con nhớ ráng, đây là mình không cần học pháp cao,
chỉ cần học pháp thấp thôi, sống đạo đức, phải không, năm giới đức thôi, năm cái giới này mấy con sẽ lần lượt mấy con sẽ đọc sách thầy, hoặc là có dịp mấy con về trong tu viện mấy con xin học đạo đức trong một tháng hai tháng, sắp sửa tới đây thầy cho mở những cái lớp đạo đức, không những dạy cho tu sĩ trong tu viện mình mà dạy cho bà con ở xóm mình nữa, để cho mọi người người ta sống đạo đức. Trong xóm mình toàn bộ có đạo đức thì những tệ nạn trong xã hội nó cũng giảm bớt ở trong xóm của chúng ta cũng đỡ. Và đồng thời thì chúng ta thấy rất rất lợi ích cho mình, cho người nữa mấy con. Cho nên mấy con trước tiên mấy con đến đạo Phật để mấy con đi sâu hơn vào thiền định, thì cái giới luật đức hạnh là thích hợp chưa? Như nãy giờ thầy nói có năm giới, chứ còn giới luật của đạo Phật nhiều lắm mấy con, 10 giới sa di, 250 giới tỳ kheo, 348 giới, còn một số giới kinh nữa, đâu phải có nhiều đó đâu. Giới tức là đức hạnh, mà đức hạnh thì nó là tri kiến, cái sự hiểu biết để chúng ta được giải thoát. Rồi kèm bên đó chúng ta có cái pháp, như hồi nãy thầy nói đức cẩn thận cái gì, cái đức hạnh cẩn thận thì nó phải là pháp chánh niệm tỉnh giác của đạo Phật dạy chúng ta, để chúng ta mới có sự cẩn thận, có sự cẩn thận chúng ta mới giữ gìn các cái đức hạnh khác. Thiếu đức cẩn thận thì chúng ta sẽ không giữ gìn được cả đức hạnh khác. Thì mấy con thấy trong đạo Phật sao mà có cái giáo pháp nó quá thực tế như vậy, nó đem lại cái đời sống của chúng ta do cái bàn tay, do cái sự tự lực của chúng ta để cứu chúng ta, hoàn toàn không có dựa ở vào một cái người nào cả hết. Cũng như bây giờ các con tự các con cứu các con trên cái bệnh đau của con, các con có dựa vào cha mẹ mình không? Không. Các con làm cho ông bà cha mẹ mình thấy mình tự lực mình cứu lấy mình, ông bà cha mẹ cũng yên tâm. Còn giờ mình nằm đó mình rên la trên cái bệnh, làm cho cha mẹ mình thương con cũng phải rối chứ mấy con. Không biết nó đau như thế nào mà nó rên la quá. Còn bây giờ con yên ổn, con chẳng rên la gì hết. Đau thì như thể sắp chết vậy, nhưng mà vẫn thấy con đưa tay ra, đưa tay vô như thế này. Thì ông bà vẫn dững dàng, nó còn làm được thế này là chắc chắn là chưa sao, chưa chết. Con hiểu chưa? Cái tinh thần. Và đồng thời thầy còn nhắc như thế này mấy con. Một cái điều này rất là ít. Cái sức người mà đẩy cái bệnh mình chưa được thì nhờ những người khác đẩy vô giúp giùm mình đó. Bây giờ mẹ mình hay ba mình bệnh thì cái tự lực là phải ổng rồi, thấy không, mẹ mình rồi, chứ không phải là riêng một mình được. Nhưng bây giờ mẹ mình đau, mình hướng dẫn mẹ nên đưa cánh tay như thế này để đuổi cái bệnh của mẹ. Bây giờ các con 5 đứa hay là 10 đứa con xúm xích xung quanh bà mẹ ở, nằm ở trên cái giường bà đang đuổi bệnh, thì mình cũng dùng cánh tay để đuổi bệnh cho mẹ của mình. Tôi cũng hướng tâm tôi nhắc bệnh của mẹ tôi bây giờ đau cái bệnh gì đó phải đi ra cho khỏi, theo cánh tay tôi đẩy ra này phải đi ra. Thì do đó mấy con cũng đưa tay ra, mấy con hướng, mấy con sẽ thấy thay vì có một mình mẹ con đẩy nó có thể nói là kéo dài 7 ngày đi, nhưng mấy con xúm nhau lại thì trong 7 tiếng đồng hồ là có thể đẩy lui bệnh. Tức là các con, các đứa con đó ở trong một cái gia đình, các con đó, hay những người thân ở trong gia đình đó là có cái chùm nhân quả, mà cái chùm nhân quả nó có cái sự liên kết nhau mấy con. Cho nên mấy con trong cái ngày đó đó mấy con giữ gìn năm giới, đừng có vi phạm, đừng có ăn thịt chúng sanh, mấy con ăn chay trường hết. Nghĩa là trong gia đình mà có cái người nào bệnh rồi mấy con giữ gìn ăn chay trường hết mấy con, rồi tập trung đẩy lui bệnh phụ với cái người thân của mình để cứu mẹ mình, cứu cha mình thoát mình bệnh khổ lắm. Như vậy là mấy con sẽ tỏ được cái lòng hiếu hạnh qua cái sự dùng cái nội lực của mình để trợ lực cho mẹ mình hoặc cha mình để đẩy lui bệnh. Thiệt là cái tình đó không còn gì nữa bạn. Cũng như mấy con chạy đi rước bác sĩ này kia cũng có cái tình, nhưng mà nó không bằng là tự lực của mình để cứu cha mình, để mình rước ông bác sĩ đến đó, ông coi mạch rồi ông cho thuốc, rồi mình đem sắc thuốc cho cha mẹ mình, cũng là hiếu. Nhưng mà các con đưa cánh tay ra như thế này để đuổi đẩy lui cái bệnh của cha mẹ mình, thiết ra cái lòng hiếu vô cùng, biến ra cái hành động cụ thể rõ ràng nói lên cái sức thương cha thương mẹ của mình ở trong mình. Cho nên mới kết hợp nhau lại thành một cái lực của gia đình đẩy một cái nghiệp. Và đồng thời mấy con nhớ phải giữ gìn năm giới trọn vẹn. Mấy con phạm giới mấy con đẩy không đi, tại vì giới là nó thiện pháp, nó chuyển ác pháp, mà mấy con phải thanh tịnh được thân tâm mấy con rồi thì lúc bây giờ mấy con dùng cánh tay nó mới đủ cái lực thanh tịnh. Chứ mấy con ở đây mấy con ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh nè, mấy con vô làm cái này, trời đất ơi, cái nghiệp của mấy con còn nặng hơn nữa. Các con hiểu chưa? Nhớ lời dạy thầy kỹ, để khi trong gia đình mình có người đau, dù con trai con gái, mấy con tập trung là hết để đẩy lui phụ với cha mẹ của mình, đem cái sự bình an lại cho cha mẹ mình. Tất cả các con đều làm như vậy,
đó là cái lòng hiếu thương cha mẹ mà bằng phương pháp của Phật. Người nào cũng thầm thầm tác ý để đuổi đẩy lui cái bệnh của mẹ mình, của cha mẹ mình. Đó là mình nói cái bệnh của người khác, dẫn mình kết hợp nhân quả, có dùng nhân quả của mình để tạo thành một cái lực thanh tịnh để đẩy lui được cái bệnh. Mấy con nhớ điều này để cứu cha mẹ mình. Một cái thật tình nữa mấy con. Cho nên Phật pháp thực tế quá, dạy chúng ta có những cái hành động hiếu hạnh vô cùng, hiếu hạnh vô cùng. Và bây giờ cha mẹ thương con, thấy con mình cái bệnh đau đó nằm rên la, thì hướng dẫn cho nó cách thức đẩy lui bệnh. Và đồng thời cha mẹ hai người ngồi hai bên con của mình, thay vì mình yên tĩnh để cho mình đưa tay ra vô để đẩy lui cái bệnh con mình, cái sự chuyển động đó nó sẽ giúp cho đứa con mình cái bệnh mau. Và đồng thời như vậy nói lên cái tình của người cha, của người mẹ thương con một cách thấm thía lắm. Qua cái hành động đó chúng ta không bao giờ quên được, bao giờ quên được. Cha mẹ biết rồi thương con, nhưng mà thương thì lo lắng buồn rầu trong lòng của mình, nhưng mà không bằng khi mà con mình nằm đó, nó đẩy lui bệnh, nó đang đẩy bệnh nó mà mình lại hỗ trợ đẩy bệnh cũ nó nữa, thì còn gì thấm thía hơn, tức là tình thương của gia đình tuyệt vời. Hãy cố gắng nghe lời thầy, mấy con sẽ thấy cái hành động đạo hiếu của chúng ta trọn vẹn. Mà từ xưa đến giờ chúng ta chưa nghe Nho giáo dạy điều này, mà chúng chưa nghe đạo Phật Đại Thừa dạy điều này. Chỉ có đạo Phật Nguyên Thủy hôm nay thầy triển khai cho mấy con thấy cái lòng hiếu của chúng ta trong cái chùm nhân quả gia đình, chúng ta thực hiện đầy đủ cái tình thương yêu của gia đình chúng ta đem phúc bình. Hãy cố gắng, thầy đem những đạo đức của đạo Phật dạy cho mấy con, mà mấy con làm được tức là mấy con biết ơn thầy. Mấy con làm được là mấy gia đình mấy con được hạnh phúc, được yên vui. Nhưng mà thầy lại thấy đó, mấy con không phụ lòng thầy, và không phụ lòng thầy tức là thầy đã đền đáp ơn Phật. Phật đã để lại cái giáo pháp này 2552 năm rồi, nhưng vì ngoại đạo nó đã dìm mất cái nền đạo đức của Phật giáo. Năm giới thầy đâu có đặt ra, mấy con, của Phật chứ thầy có đặt ra được đâu. Thầy dựng lại, thầy triển khai ra, nó làm đi vào cái con đường thực tế, nó biến thành những cái hành động đạo đức, cái đức hiếu thảo, cái tình thương con của mình qua những cái hành động mà Đức Phật đã dạy, mà không ai triển khai cho nên người ta không biết. Cho đến đời thầy đã triển khai, bây giờ mấy con thấy đạo tuyệt vời. Cái hành động sống quá tuyệt, mấy con. Hãy cố gắng sống theo đạo đức của đạo Phật. Hạnh phúc vô cùng. Một cái người xa lạ mà người ta đau, mình thấy tội quá, mình đứng trước cái sự lăn lộn họ, mình đem cái pháp Phật mình an ủi họ, và đồng thời mình hỗ trợ cho họ, cũng là cái đức hiếu sinh của mình. Mặc dù họ là người xa lạ, nhưng mình ước nguyện làm sao cho những người, mọi người xung quanh mình, dù không phải là chùm nhân quả của mình, cũng đừng đau khổ. Tôi nguyện đem cái sức của tôi còn lại để ước nguyện cho mọi người được bình an. Hôm nay bác hay chú trong cái cơn đau này, tôi nguyện ngồi đây để mà tôi đẩy lui khổ với bác trong cái bệnh này. Thật sự ra một cái người mà người ta không có bà con gì mình hết, mà mình đã ngồi im lặng cùng chia sẻ những nỗi đau của họ, và đồng thời hành động đẩy lui bệnh phụ họ, thì thiệt ha, tình cảm nào mà sâu sắc hơn mấy con, tình thương nào mà sâu sắc hơn bằng cách mình đối xử với bà con không ruột thịt mình mà như vậy, thì mấy con thấy nó thấm thía vô cùng. Thấy không mấy con? Sống trong một cái xã hội mà người nào cũng biết đem tình thương nhau bằng những hành động như vậy, thầy thấy tuyệt lắm. Đó là đức hiếu sinh của đạo Phật qua hành động thân hành của chúng ta. Các con cố gắng, gặp ai đau khổ chúng ta chia sẻ họ bằng cái phương pháp cùng bệnh với họ, mặc dù nó chỉ trợ giúp cho cái người đó chỉ bằng 1/10 thôi, nghĩa là 10 phần đau mình giúp họ bằng 1/10, còn trái lại cha mẹ của mình, mình giúp cho cha mẹ mình được 5/10. Cái lực của mình, bởi vì nó là nhân quả, cho nên khi mình hợp lực thì nó đẩy mau. Nhưng mà với người xa lạ, với tình thương của mình chỉ giúp họ được có 1/10, nhưng nói lên cái tình thương của mình đối với họ sâu sắc lắm. Bởi vì đạo Phật nó nói trên hành động đạo đức, chứ không phải nói lời nói suông mấy con. Cái lời nói ngọt ngào ái ngữ là một cái lời nói đạo đức, một lời nói thô lỗ nạt nộ chửi mắng người là lời nói không đạo đức, lời nói làm đau khổ. Chúng ta là một người theo Phật, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh thức, sáng suốt, cẩn thận,
khi không nói thôi mà muốn nói một lời gì thì chúng ta tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng lời nói này có làm khổ ai không. Nếu mà nói ra lời nói người ta buồn, nhất định là không nói, hạn chế chứ không nói. Cái lời nói cho người ta vui, an ủi được người ta thì mình nói, còn không thôi đừng nói, làm thịt tốt hơn là làm thịt. Bởi vì cái lời nói của mình nó thành cái quả, nó làm cho người ta đau khổ hoặc làm cho mình đau khổ. Cho nên tốt hơn mình thà mình hy sinh, mình chịu đau khổ hơn là mình nói. Đó là đạo đức của mình như vậy. Hôm nay thầy dạy mấy con năm cái đạo đức. Vậy thì bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Ông nói là tứ định. Nhưng mà tới tứ niệm xứ thì nó lại là cái hiện tượng của cái trạng thái định nó hiện ra, nó không còn niệm. Cái tứ niệm xứ nó không còn niệm, mà cái tứ chánh cần thì nó còn niệm để mình ngăn diệt nó, để trở về cái trạng thái, cái trạng thái định của nó, lúc là tâm bất động thanh thản là như sự. Nhưng mà định của tứ chánh cần thì nó ngắn, nhưng mà tứ niệm xứ thì nó 1 giờ, 2 giờ cho đến 7 giờ, nó khác, nó không còn niệm. Cho nên trong khi tu mấy con phải rằng được cái pháp tứ chánh cần. Đầu tiên mấy con phải thông suốt là giới luật đức hạnh. Rồi từ đó, từ cái thông suốt giới luật đức hạnh đó, cho nên vì vậy bây giờ mấy con nói đây là ác pháp, đi đi. Chỉ còn biết có tâm thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Còn ta ý vậy rồi con ngồi im lặng, có một niệm khác ý đi, đây là thanh thản an lạc vô sự. Khi mà cái niệm nó kêu đuổi nó là mình nhắc cho mấy con là tâm thanh thản là hãy nhắc tao con để bảo vệ giữ gìn. Con khi đuổi nó con không thiền nhắc. Con không nhắc nó có biết đường ở đâu, nó đâu có cái thiện, tức là con ngăn ác diệt ác mà không có sanh thiện. Sanh thiện, dạ. Thì là con đã thiếu cái đó. Con thiếu, thiếu cái chỗ mà sanh thiện tăng trưởng thiện. Dạ. Nó thấy đủ rồi, hỏi vậy mới biết về tu chứ không để tu sai. Dạ. Con ngồi nữa thì con bất tâm thì con không có niệm gì hết á, nhưng mà con thấy mà con ngủ thì con bước xuống đi. Nhưng mà sao những ngày trước đó, con thấy tâm con nó thấy giống như là nó nhạy bén, nó thông minh hơn. Sao giờ càng ngày càng tu cho nó ngu rè, nó không có thông minh giống như mấy con nữa. Còn nhiều cái chuyện con không có phán đoán được. Như con ngồi là con bắt chân lên, con nói là ngồi nửa tiếng là nó ngồi đúng đi nửa tiếng. Con ngủ là con nói 2 giờ dậy là 2 giờ nó dậy, chứ nó không có trật. Nhưng mà sao nhiều cái con phán đó kỳ này sao thấy dở hơn không? Dạ. Con biết sao không phải bởi vì con phải trải qua một cái thời gian mà trì độn công phu, nghĩa là mình tu như vậy mình nhiếp tâm, mình an trú được, mình nhiếp tâm thì phải trải qua một cái giai đoạn của tứ niệm xứ. Cho nên cái giai đoạn của con là phải bước qua cái giai đoạn của tứ niệm xứ rồi. Bây giờ thí dụ như con bảo bây giờ ngồi 30 phút không có niệm khởi nha, thì bắt đầu con ngồi yên lặng 30 phút, thấy tâm mình bất động, thanh thản, vô sự hoàn toàn. Hay có buồn ngủ hay gì đó thì con cũng tắt ý, cái thì buồn ngủ nó yên mất đi. Thì tức là con chủ động được như vậy là tâm con bắt đầu chuyển qua cái pháp tứ niệm xứ để tu tập cái pháp cao hơn, chứ không thể mà nào ở tứ chánh cần tu à. À, cho nên trong cái giai đoạn, cho nên bây giờ con thấy sao cái sự phán đoán của mình nó chậm lục hơn hồi trước. Hồi tu còn vọng tưởng mà lại phán đoán nó nhanh nhẹ, nó bén nhạy, còn bây giờ sao nó chậm lục quá vậy. Đó là cái giai đoạn của nó, bắt đầu nó từ cái chỗ này để nó chuyển qua cái giai đoạn định của nó, từ cái chỗ định nó mới chuyển qua được cái giai đoạn tệ, nó mới sáng suốt chứ không biểu. Từ cái ý thức của con nó lanh lợi bắt đầu bây giờ nó mới sinh ra vọng tưởng, rồi từ đó con mới dừng cái những cái vọng tưởng. Cái ý thức của con bây giờ nó không hoạt động nữa thì con nói sao mà bây giờ mình trì độn quá vậy, bây giờ mình sao ngu quá vậy, mình không sáng suốt, mình không lanh lợi như hồi trước nữa. Nó không phải đâu, nó quay qua một cái giai đoạn của nó, rồi tới cái giai đoạn mà nó lanh lợi rồi mặc sức mà lanh. Con không biết con nói chứ con tu kiểu chết chết cha để con gặp cha thôi. Bây giờ cái ý tưởng của con mà nó lanh lợi rồi thôi, như hồi đời rồi thôi. Chị bây giờ con ngồi im ra con không biết gì hết, tại con thấy nó không có gì hết. Bây giờ nó cứ im biết vậy, nó không có gì hết. Rồi bởi vậy bây giờ con phải đi sang qua một cái giai đoạn từ cái tứ chánh cần này đã là con ngăn diệt rồi, nó bất động rồi chứ gì. Thì bắt đầu giờ con phải đi qua cái chỗ mà tứ niệm xứ, để rồi tứ niệm xứ nó mới ở đỉnh, nó mới triển phát cái triển cái trí tệ con chứ. Chứ con không khéo là con bị giờ trì độn, nó độn hoài đó. Con hiểu không? Bắt đầu đi qua một cái giai đoạn này vậy, cái giai đoạn này là đập cư 100% nữa rồi. Chứ không phải là còn tu mà cái chung chung nữa đâu. Đạo Phật nó từ cái lớp thấp nó đi lần lớp cao. Con thấy không? Tứ chánh cần thì nó nằm ở trong cái bát chánh đạo, nó là cái chánh tinh tấn, cái chánh tinh tấn.
mà cái chánh niệm nó là tứ niệm xứ. Mà bây giờ chánh tinh tấn con đã được bất động tâm như vậy rồi thì con phải chuyển qua tứ niệm xứ chứ, con hiểu không? Mà tứ niệm xứ rồi thì tức là chánh niệm rồi, mà chánh niệm rồi thì con phải chuyển qua chánh định chứ, mà khi chánh định rồi nó mới chánh tuệ chứ, làm sao mà bây giờ nó tự sáng suốt bất tử rồi thôi, rồi bây giờ con sống trở lại thế gian, con hiểu không? Bây giờ con phải đi tới nữa chứ đâu có đi lui được, đi lui nó không được, đi lui nữa nó đâu có tỉnh nữa được. À, bây giờ phải sắp xếp cho ổn rồi về đây đó thì nói với cô Út, xin cô Út, bây giờ con tới cái giai đoạn này rồi thì chuẩn bị cho hẳn hoài để sau đó thầy đưa qua một cái lớp của chánh tu tứ niệm xứ, tức là chánh niệm, nghĩa là cho con vào ở trong đó một mình, kêu là độc cư độc bộ độc hành, không còn nói chuyện, còn đi chơi chung ai, chừng nào mà hoàn toàn con nhập tất cả các định thì mới cho được ra khỏi pháp chứ không phải. Một là chết, hai là chứng đạo. Mà tới cái giai đoạn này không phải là giai đoạn mà còn thụt lui lại được, nghĩa là đi tới chứ không phải. Một nghĩa là bước vào cái cửa thất mà thầy cho vào cửa thất để tu, để cái khu vực mà ni mà đi vào cái tứ niệm xứ này rồi thì coi như là như Đức Phật đã phát nguyện với cội Bồ Đề. Một là chứng đạo thì đứng dậy khỏi Bồ Đề, mà không thì chết tại cội Bồ Đề. Nhớ cái thất của con là cái cội Bồ Đề của Đức Phật ngày xưa. À, tới cái giai đoạn này nó không còn mà nó nói cái chuyện mà tu lơ mơ nữa, chỉ còn duy nhất là đi đến chỗ làm chủ sự sống chết của chúng ta và chấm dứt luân hồi mà thôi. Nó đủ tứ thần tốt lắm, đủ bốn cái lực như thần á, để mình muốn cái thân này bây giờ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thầy chỉ mong cho đệ tử của thầy được một vài người như vậy là quá mừng. Bây giờ con bây giờ được như vậy mà bước tới một cái giai đoạn tứ niệm xứ, trời nó cũng gian khổ lắm chứ đâu phải dễ. Mà bây giờ không nỗ lực đi tới nữa thì quá uổng. Đi tới đây mà sợ nó ngu rồi, thôi thôi bây giờ đi trở lại thế gian đi học lại đi. Thôi bây giờ về chuẩn bị cho hãng hoài đi bước qua cái giai đoạn của tứ niệm xứ, đừng để mất cái trạng thái này. Chứ mất trạng thái này thì tu là rất là vất vả cực khổ, không phải dễ đâu, cứ dữ lắm mới được. Còn con nói sao con ngồi cứ cho ngu quá, bởi vậy nó không có gì hết chứ. Ngu quá giờ nó không bén nhại nữa. Dạ. Hồi đó cái gì nó thông minh quá, bây giờ nó ngu rồi. Cho nên bây giờ nó bước qua một cái giai đoạn này, bởi vì chỉ có một cái người mà người ta tu xong rồi người ta mới biết. Thế mà con đem lên mà có hỏi ra họ không biết tại sao mà tu giờ nó mờ mịt quá nhỉ. Lẽ ra người ta cứ nói định là tuệ chứ, định gì mà không tuệ, bây giờ nó tịnh, nó định là nó không niệm chứ gì, mà giờ sao lại nó ngu quá vậy, tức là người ta không biết nó ở đâu hết. Không, thầy thì không lừa đảo thầy được đâu. Còn cái nhất thôi, tâm khai tự mới sao mà ngu vậy. Cho nên thầy biết nó sẽ ở chỗ cái giai đoạn nào. Đó, thí dụ như cô hồi nãy hỏi thầy đó, thầy biết đang tu mà nhưng mà khi mà tới cái giai đoạn của con rồi thì nó cũng sẽ ở trong cái chỗ bất động, tự nó đến cái chỗ nó không hoạt động nữa mà. Nó bắt buộc nó phải tư duy suy nghĩ sao được, ý thức của con nó bắt đầu bây giờ nó không làm việc nữa mà. Thì bảo nó lanh lợi sao được. Thành ra nó phải đi tới cái giai đoạn tới của nó nữa để cho nó hoàn toàn nữa. Chứ con cứ biết 7 ngày đêm mà tâm không có một niệm nào hết hoàn toàn, nó đâu phải là chuyện dễ. Mà nếu mà nó còn lanh lợi rồi thôi, thôi rồi, chuyện hay tu không biết chuyện nào chứ. Nó còn nghĩ ngợi lăng xăng thì thôi đâu có được. Nó còn sáng suốt theo kiểu ý thức thì không được. Tất cả ý thức này dừng lại hết. Mà nó không những nó dừng lại ý thức mà nó dừng 6 cái thức mắt, 2 mũi miệng thân ý, nó dừng lại hết. Để người ta chỉ còn có một cái tâm bất động. Sắp sửa tới rồi mà không lo. Thôi rồi rồi, chuẩn bị đi con. Tu không biết đường đi, tới đó mà hết biết là không biết được kỳ. Con được lại sự học ngọt. Trước khi con mở lời họ cũng không ở đây. Thì đầu tiên tôi không được xin hỏi lại. Và vô phần này là không biết gì về đây. Thì con cũng không được lại sự học ngọt. Rồi bây giờ không có câu hỏi gì. Thì từ nay mà cuối năm 2005 con đề cập trường hợp. Thì được đọc lại, không phải đọc lại mà bắt đầu được đọc một cách chi tiết về ngũ giới, thì đại loại là có những ải con qua được, có những ải con không qua được, bây giờ tạm thời con xin trở lại ải, con sẽ trở lại được chúng sinh, không thể tắt dù lớn hay nhỏ, không tại dân những gì, trong cái lưới không nói dối thì nó bốn phần không nói dối, không nói thế giới, không nói đừng hỏi, không nói ác ngữ, và cuối cùng là không đứng vững. Thì tám ải này là
nếu không qua được có nghĩa là làm con người vô được. Thì từ ngày con đọc cái đạo đức giáo con biết là con đang làm được vô được, thì con còn có những ai này thì con biết hỏi là tại sao con có làm khó quá, chẳng hạn như đầu tiên là sát sinh là chúng sinh, thì sao từ lúc đặt tưởng não sau đó một năm con mới có người thành ra, thì cho tới bây giờ là con vẫn giữ được, tuy là còn thoáng khởi nghiệp ăn mặn nhưng mà lại là vợ con ngồi trước mặt mà con trai con mặn thiên xào có khi hoành tráng đấy là tâm nó hơi động, nhưng mà rồi con vẫn kèm được, tại vì con biết là đây là mình làm khổ người ta, mình ăn con vợ thì ai cắn mình nhéo mình thôi cũng đủ đau, thì con nghĩ cho đó bắt đầu con muốn thả, đó là con thì nói chung hai ngày con chưa lắm là qua được, nhưng mà thật ra từ ngày đó cho bây giờ con có gì khác mà con làm giám sát con một đội điều hành chính trị, thì có những lúc con phải ký khống để ăn cắp cho nhà con phố, thì từ ngày mà con đọc ra đó con bỏ công ty trở về được buôn bán những làm ăn, nói chung là đủ cơm rau cháo mà thì có người ta gọi là ngày con tập qua, và con nghĩ công ty được tầm khoảng 10 ngày nữa là đủ năm không đủ, thì từ trước khi gặp thầy thì năm xưa là bố con ở nhà đã nó không được quyền đủ, tại vì năm xưa có quy y bên đại thừa à, nhưng mà nói chung là nhóm giới nào giữ được thì đáng sẽ giữ à, và con cũng cứ không rất ghét, nhưng mà nói theo giờ tức là chuyện một mà nói thành hai ba hay nó mười, cũng như là chuyện đúng 10 xảy ra 10 mà mình lại nói nhỏ lại là một, giống như mình ăn cắp lớn mà mình lại nói không tôi lấy có 1.000 thì đó cũng là thư giãn, nhưng mà con còn hai giải cuối cùng con cảm nhận qua không được mà vẫn còn rất nhiều tại vì đệ tử thôi mà tại sao con không qua được giải giáo dục và sẽ ảnh mà ảnh nghĩ những hôm mà chẳng hạn như con giữ tâm được thanh tịnh thì chẳng hạn có khi một tuần hai tháng ba tháng thì những cái đó con đọc con cầm sách cái thầy con đọc một cái sáng đọc hiểu mà mình giống như là thấu tim gan thấu vào cái xương tủy, nhưng rồi dĩ nhiên là do không còn cái gia đình do đó vẫn lại sống cuộc sống có đẹp, nhưng mà sau khi như vậy thì bắt đầu đọc sách của thầy dĩ nhiên là tâm vẫn còn rất khao khát rồi thì cái đạo đức nhân bản nhân quả cũng như là giải thoát thì ra sao nó không chia cái này, nhưng mà không rõ ràng có sự độn đất mà tại sao có qua không qua, mặc dù con gặp thầy hỏi nhiều lắm thì hôm nay con hỏi vô tình con hỏi thầy vậy, nhưng thầy hiện tại thì con đã nói là từ ngày con gặp thầy con chăm và cả đệ tử người đặc nhất là con, thì nếu mà thầy không dạy thôi thầy dạy con thì con rất nhiều không có là giống như là chứ nhiều xưa bố con la con một điều gì mình phải la nhiều lắm, là giống như là người bắt con lấy bố mổ đầu mà nhiều khi mình chưa hiểu, thì con hai cái ảnh này thầy cũng chưa dám quy thầy quy học nhất từ ngày gặp giáo lý giải thoát thì đầu tiên tôi đã quy, nhưng mà sau đó mình con vẫn nhớ à, tưởng là ông con như mới nãy tưởng đạo vừa nói quy bên đại thừa xong rồi nghe ngũ giới xong rồi dạy cũng không hiểu gì hết, tức là đầu tiên là mình lừa đảo, và đã từ ngày con lên gặp thầy con không chưa dám quy, con nghĩ là con phải vượt qua cái cuối cùng là hãy tin được với anh, không nói lời ai nghĩ thì giận lên cũng có gì, nhất là con buôn bán ngoài chợ buôn quen thì khi con điều hành đồ bán hàng, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là mà khách hàng không trả nợ hay là tới người ta hẹn hôm nay tới tuần sau tới tới hoài cũng bắt đầu không nói những cái từ thiếu văn hóa đâu nó phân thành cái nghiệp nặng quá, và bây giờ con muốn vượt hai cái ải này để trở thành một người có đủ được quy y tầm thời điểm của tự tạo, nhìn lên tự phong ca không thấy xấu hổ, đứng nhìn mặt bà con hàng xóm, hoặc là ví dụ con đi trong tu viện mà nhìn tất cả phật tử mà tâm vẫn con chưa qua được, có nghĩa là mình vẫn chưa phải gì đã được, hôm nay xin thầy dạy lại cho mình để mình tiếp tục vượt qua. Còn hai cái khó khăn mà con chưa có vượt qua được thì đó là con thiếu cái sức bình tĩnh, thiếu sức bình tĩnh con phải tập chánh niệm tỉnh giác, nó làm cho sức bình tĩnh của con trước khi nó có cái sự kiện gì xảy ra nó nghịch ý
con không có la người ta được là ở trong tâm con phải có sự bình tĩnh. Con thiếu bình tĩnh cho nên tức quá phải la. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, con không vượt qua được cái tâm sắc dục của mình. Thì con muốn vượt qua cái tâm sắc dục của mình thì tức là cái nghiệp từ con người mà sinh ra nó đều đi qua cái tâm sắc dục. Cho nên cái dục đó nó tự mang ở trong lòng của mình. Cho nên muốn mà thắng nó, muốn làm chủ nó được thì nó không phải khó đâu. Từ cái sức mà định tĩnh để cho nó phá được cái tâm sân á, thì con sẽ phá được cái tâm sắc dục của con. Từ đó có sức bình tĩnh á, con mới tư duy quán xét, con mới thấy đó là con đường đi đến chỗ sanh tử luân hồi. Hiện giờ thì con chưa đủ sức bình tĩnh, cho nên con còn bị những cái ý của mình, nó còn bị cái cám dỗ, còn có bị cái sự lôi cuốn, cho nên con không làm chủ được con, là cái sức tỉnh giác của con chưa có. Cho nên vì vậy mà con phải tập pháp môn chánh niệm tỉnh giác. Mà tập pháp môn chánh niệm tỉnh giác con phải bền chí tập. Đi con biết con đi, nó chánh niệm tỉnh giác, nó chánh niệm ở trong tất cả những quay nghi tế hạnh, đi đứng nằm ngồi, làm tất cả những công việc, lặt rau nấu cơm, đi đứng đều là phải biết trên tất cả những hành động của nó. Phải tập cái chánh niệm tỉnh giác. Mà chánh niệm tỉnh giác thì khi cái ý con vừa khởi một cái niệm nào sai là con biết liền, dừng lại ngăn diệt liền tức khắc. Cho nên con trở về với tâm thanh thản an lạc vô sự, thì con mới ngăn chặn được cái tâm sanh, cái tâm mà cái ái ngữ của con nó sẽ không có. Nó nói là những cái lời nói nó vô văn hóa, nó nặng nề, nó không được ôn tồn nhã nhặn với cái người khác. Cho nên vì vậy mà con phải tu tập cái chánh niệm tỉnh giác. Thì do con hiểu biết, nhưng mà cái sức bình tĩnh, định tĩnh ở trong tâm con chưa có, là do con còn đang thiếu tu tập cái pháp chánh niệm tỉnh giác. Cho nên bây giờ con về tu tập pháp chánh niệm tỉnh giác, thì chừng đó trong một tháng, hai tháng, cái sức chánh niệm tỉnh giác con có rồi, thì tâm sân con sẽ hết, và tâm ái dục con cũng sẽ hết. Cho nên con chánh niệm tỉnh giác như vậy, trước là trường nào của bạn con đưa tay ra cho bạn, có phải nó là chánh niệm tỉnh giác không? Cũng là chánh niệm tỉnh giác. Đó là cái phương pháp đẩy bệnh, nhưng mà nó cũng là cái phần chánh niệm tỉnh giác. Vì chánh niệm tỉnh giác cho nên chúng ta mới tỉnh được, cánh tay đưa ra vô chúng ta mới tác ý đẩy lui. Nhưng mà nó chánh niệm tỉnh giác mới có được có một cái hành động đưa tay, còn hành động bước đi, còn hành động làm tất cả những công việc lặt rau nấu cơm, tất cả mọi sự việc làm đều là phải có tỉnh giác ở trên mọi hành động hết. Chứ không phải tỉnh giác có cái là đưa cánh tay ra vô, rồi không có đưa cánh tay ra vô thì nó quậy quên hết, thì coi đó không có tỉnh giác. Nghĩa là tỉnh giác trong tất cả các hành động của con, đi đứng nằm ngồi cho đến khi nằm ngủ, cho đến khi ngủ đều là tỉnh giác hết tất cả mọi cái. Thì như vậy là phải tập luyện. Con muốn bước đi thì con phải nhắc tâm phải tỉnh giác trên bước đi. Rồi con làm cái gì đó con phải nhắc tâm phải tỉnh giác. Con ngồi con làm công việc gì, con ngồi con viết, con cũng nhắc tâm con tỉnh giác trong khi con cầm cái viết của con. Chứ là như con cũng có con trai thì là vấn đề quán liên tham hoặc là quán liên sân, tôi biết tôi đang lặt rau, chẳng hạn như con đang lặt rau thì mình gọi là quán. Cái đó là pháp nghi lý tác ý đâu, chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác. Còn về là chánh niệm tỉnh giác. Tỉnh giác là con phải tập, ví dụ tôi đang làm một cái gì, tôi biết tôi đang làm cái hành động đó. Ví dụ như đi, tôi biết tôi đi, tôi biết đi rất rõ ràng, chứ không phải là đi, tôi dục đi, con đi đi, chứ còn con không biết con đi. Nghĩa là con đi công việc đây ra ngoài nhà kia, con nhắm vào cái chuyện ở trong đầu, con nghĩ là ra phải làm gì đó, chứ còn đi thì con không cần lưu ý với bước chân đi đâu. Nhưng mà ở đây con phải chú ý cái hành động bước chân đi, từng bước đi của con, chứ không phải là có nghĩ cái mục đích là ra ngoài kia để lấy cái món đồ đó, ra ngoài kia để lấy cái dao cái rửa ngoài đó, không. Mà mục đích là đi ra ngoài đó, nhưng mà khởi sự bước đi là phải biết bước đi ra ngoài đó. Như chẳng hạn bây giờ trong nhà con tự dùng con hát con xuống cái bếp, thì con định lấy ví dụ như là lấy dao để cắt cái táo, thì lúc này con phải như thế nào? Con phải bắt đầu bước đi, con phải biết từng bước đi con, cho đến khi mà tới đó con lấy cái dao. Tới cái chỗ nhà bếp. Tâm ý trong đầu rồi mới bước đi. Tôi biết rõ tôi đang đi. Rồi đang biết bước đi. Để rồi con bước đi, lần lượt con im lặng, con chỉ biết thầm ở trong tâm con biết cái bước đi con. Cho đến khi mà con đến cái dao, con biết cánh tay con đưa ra, rồi con lấy cái dao, con cầm cái dao, rồi con trở lại con đi, đỡ lại đến cái bàn khách, cái bàn mà tiếp khách.
con mới cầm trái táo, con biết con đang gọt trái táo, chẻ trái táo như thế nào, rồi con đặt những cái miếng táo đó trên cái dĩa như thế nào, con đều biết rất rõ. Con đừng có lưu ý người ta, con vừa chẻ táo mà con lưu ý, con nói chuyện tầm bậy tầm bạ mà con không biết con đang chẻ táo thì con không chánh niệm tỉnh giác. Con hiểu không? Nghĩa là nhiều khi mình chẻ trái táo đây mà mình nói chuyện người khác thì một cái chẻ táo mà cứ làm cứ quen rồi thôi. Là người bạn bè thôi. Cứ lo làm thôi, làm lia lịa thôi, tay nói, miệng nói mà tay cứ làm, mà tay thì không có chú ý, cái ý nó không có chú ý trên cái tay làm, mà nó nói là nó nói, nó làm là nó làm, nó không ăn nhầm gì hết à, nó tỉnh theo cái kiểu chung chung của nó thì không được, mà nó phải rõ ràng trong cái hành động của mình. Phá được sân và phá được tham dục là phải chánh niệm tỉnh giác. Cái thường xuyên nhắc cái tâm là tôi đang làm gì thì tôi biết rõ, tôi biết tôi đang làm công việc đó. Mà vậy mà nó còn quên tới quên lui. Dạ quên hoài. Đúng vậy, vậy vậy thì thầy mới nói là nó nhớ, nó gì gì nó quên đó, cho nên nó dễ sanh. Nó gì quên đó mà nó dễ, cái tâm dục nó dễ dẫn. Còn mình tỉnh giác cho nên nó dẫn mình không được. Nó vừa khởi là mình đã tỉnh rồi, mình biết rồi thì làm sao nó dẫn. Con hiểu không? Cho nên cái mà con nói ra thầy biết hiểu tỉnh giác chứ không gì hết. Đọc sách của thầy thì thầy nói là thấu thì hiểu đó, nhưng mà cái sức tu tập tỉnh nó không có. Cũng như thầy nói cẩn thận, cái đức cẩn thận thì ai nói cũng dễ hết, nhưng mà cẩn thận thì không tỉnh giác thì không cẩn thận. Nhưng mà sau cuộc đời ở ngoài đường, chẳng hạn giống như con đi bỏ hàng, nghĩ như là chạy xe cẩn thận để không có vấn đề gì nè, nhưng mà để mà gọi đạt cái sự tỉnh đó, sau cuộc sống thế gian nó khó quá. Vậy nó chưa có cẩn thận mà. Vậy con mà bây giờ con cũng lái xe, con cũng biết rõ ràng là mình cũng cẩn thận lái đàng hoàng đó, nhưng mà chưa cẩn thận hẳn hoài. Cho nên vì sự cẩn thận hẳn hoài là phải tỉnh giác hẳn hoài hoàn toàn. Nó phải tập đến cái mức độ đó mới được. Đối với đạo Phật mà phải hẳn hoài. Cho nên nói với cẩn thận của đạo Phật đó, nó không phải cẩn thận có một chuyện, mà nó đủ mọi việc. Tức là làm cái gì đều là cẩn thận, mà tự nó phải thấm nhuần tới da thịt, tới hành động của mình. Thì đó là tỉnh giác rồi. Mà con thiếu cái đó thì coi như là lái xe ra đường cẩn thận, mà đây đi ra cửa, đi coi như đi bộ đây ra cổng, con không cẩn thận đâu, đi coi chừng dấp đá xanh đó. Vì đi đường thì sợ mình không cẩn thận đó thì nó đụng, cho nên cũng ráng cẩn thận. Nhưng mà đi bộ đây ra đó mà đâu có cần gì đâu, cho nên vì vậy mà đâu có tỉnh giác, đâu có cẩn thận, cho nên đi ngó ra cửa thôi. Chứ ở không ngờ dưới chân mình có một cục đá đâu vậy, đá, trời đất ơi, ai để cục đá này như thế này, để đau quá trời. Có vậy, đó là con thiếu cẩn thận đó chứ gì. Chứ nếu mà cẩn thận thì tỉnh giác thì con đã đi từ bước ở đây, ở trong cái nhà khách này con bước ra đã là con từng bước con đã chú ý chân con hết rồi. Con thấy là để mà giữ cái giới cho được trọn vẹn thì rõ ràng là phải phá được cái này, mà muốn phá cái này con phá phê quá. Coi như chưa được đâu, con phải nói vậy chứ, con phải tu tập tỉnh giác đàng hoàng là nó mới trọn vẹn được năm giới đó, chứ không phải đâu. Chứ còn không khéo cái ý của mình nó sẽ bị phạm giới đó, nói vậy chứ cái ý nó dễ phạm lắm rồi. Ý thì thôi phạm vô thì bởi vậy đây nó, bởi vì chỉ có tỉnh thức thì nó mới không phạm đâu. Cho nên cái mục đích người ta tu để người ta bình tĩnh, định tĩnh thì sự có tỉnh thức, nên ta biết cái gốc của nó, phải tu tập cái đó. Cho nên vì vậy mà mấy con bây giờ dạy lần mấy con để từng đó nó mới thấm nhuần được cái sức tỉnh, thì tất cả những cái đức hiếu sinh của mấy con nó thể hiện, cái đức cẩn thận của mấy con nó sẽ có ra, là do mấy con có tỉnh thức, thì do năm giới của mấy con mới trọn vẹn. Chứ mấy con sống theo cái kiểu mà coi như mình sống theo thói quen của mình thôi, muốn làm gì mình dục chạc làm thôi, chứ còn không có tỉnh thức ở trên cái hành động làm đâu. Biết làm cái đó nó quen rồi mình làm thôi, chứ còn mình không có nghĩ rằng nó sẽ đưa đến cái tai họa, cũng cầm cái dao cắt gọt này, chứ mà không có tỉnh, không có chánh niệm của nó ở trên đó, một lát còn gọt coi chừng đứt tay á. Hả, thầy nói có nhiều người gọt táo coi chừng cũng đứt tay chứ đâu hết trời. Thành ra đó là thiếu sức, bởi vì thầy nói đúng là nói cái danh từ cẩn thận, chứ sự thật là thiếu tỉnh giác. Cho nên vì vậy cầm con dao mà gọt cái kiểu này là thiếu tỉnh giác rồi, cho nên coi chừng đứt tay bây giờ, thằng hơi thì để đổ máu vô không trời. Bởi vậy thầy nói đạo Phật hay lắm, dạy mấy con tu tập đâu ra đó, pháp nào ra thì là con cũng thấy là hồi xưa con đi chùa nhiều thì không phải ai, nhưng cũng không ít, thì đi từ trước giải phóng, tức là trước giải phóng khi con 2-3 tuổi thì đã đi rồi.
còn nhớ là bỏ tiền vào cái thùng thuốc xương cho lan can, rồi hồi đó cái đầu 20 nó mà bự ra, nhưng mà rồi cuối cùng con cũng nghĩ là ủa tại sao mình đi theo Phật mà năm giới mà mình giữ hoài không được. Con cũng đã tự đặt ra cái tiêu chuẩn, con mới nói với vợ con là hãy ráng giúp tôi cho nè, chứ không lẽ giờ đi mang tiếng là đi theo Phật giáo, mình nhất là bây giờ là lập trưởng lão mà chẳng lẽ năm giới này rồi tới ngày mình chết xuống mộ mình không giữ được. Tức là giống như cái này là học 5 năm thì phải hết cấp 1, tức là nó phải có cái thời gian để mà nó hết được cấp. Là con cũng cảm thấy rất là ngưỡng, tại sao năm giới này mà con không tức là con định đặt một cái mục tiêu là ta phải đến năm nào thì ta phải hoàn thành, chứ không lẽ gì nhất là hồi xưa đi chẳng hạn như bên khất sĩ đi chú không tình xá gì mà nói ví dụ mình chưa giữ giới tại chung quanh ai cũng không giữ giới thì ví dụ mình phạm cái gì thì cũng kỳ rồi đó, nhưng mà nó khác. Còn bây giờ mọi người hỏi con thì con không chùa, thỉnh thoảng lâu lâu có bài Phật tử, không giờ đi lên hướng trưởng đạo không lạc thì là một nơi chánh pháp mà bản thân mình giữ giới không được, thế là mình cảm rất là ngưỡng. À, đâu có gì đâu, muốn mà giữ giới được không có gì hết. Con thấy rồi, bây giờ mình cái này đó, mình sức bình tĩnh của mình cũng có, bình tĩnh mình có tốt hơn. Mình sắp xếp gia đình à, một tháng vậy đó, mình về trên tu viện này à, 5 ngày hay 3 ngày hay tuần lễ, cái này là về đó tập tỉnh, tập sức chánh niệm tỉnh giác. Cái đây biết rồi, bây giờ mình cái này chỉ còn ở tu viện tập thôi, chứ trong gia đình mình tập cũng được. Tập không được, tại cảnh nó động, vợ con rất là kỳ, là tối cứ nghe những cái mà biểu diễn thời trang động tâm lắm. Thôi thầy bảo vậy, bây giờ cứ về tu viện đi, về tu viện, về tu viện. Thầy bảo vậy, thầy nói chỉ có về tu viện là cái môi trường có thể chúng ta tập tỉnh giác được mà thôi. Nó khó như vậy, cho nên cố gắng về tu viện tập. Rồi về để sau này con sẽ sắp xếp lại cái này, về một vài ngày. Rồi trong một vài ngày đó, ví dụ không về được thì con sẽ xin thầy để mà tập riêng toàn tỉnh giác không? Đó thì ta toàn tập tỉnh giác thôi, nổi bao nhiêu đó. Thì họ bắt con trai là định vô lậu. À, bây giờ còn thầy sẽ dạy cho tất cả các cái phương pháp mà tập tỉnh giác, như pháp thân hành niệm, chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, rồi hít thở như cách nào, thì trong khi đó để tỉnh giác từng ở trong cái hành động, rồi đi đứng nằm ngồi những quay nghi như thế nào, để ta dạy cho mình tỉnh giác. Rồi lần lượt từ cái hành động này mình kết hợp với hành động kia, bắt đầu mình có sự tỉnh giác thì bắt đầu toàn bộ tất cả quay nghi thế hành mình đều tỉnh. Thả con về lại ở nhà sẽ tỉnh giác hơn. Nó không có lại. Vậy thì coi như là nếu như con sắp xếp được lúc đó thì thay vì như bao lâu nay con lên được một ngày, có khi hai ngày thì như bình thường, thì lúc này là con sẽ xin giác ngộ là không. À, mình vào thất, mình vào thất để mình tu. Yeah. À. Nhưng mà trước khi vào thất tu là ví dụ con nói là các con cần dưỡng thảo. À đúng rồi, thầy sẽ qua cái thầy dạy cho. Bây giờ con ở một cái thất kia không? Vâng. À bây giờ nó muốn gặp thầy rồi, bắt đầu giờ cô Út báo chỗ này hay thầy qua. À, bắt đầu bây giờ thì dạy con, bây giờ ở trong thất 2 ngày. Rồi. Con phải tu pháp này cho thầy. Tuần sau lên 2 ngày phải tu pháp này cho thầy. Cứ vậy tập chừng nào như nghĩa là thầy cho dạy tới pháp khác để tỉnh thức. Cho đến khi cái pháp cuối cùng mà tỉnh thức hoàn toàn thì nó được rồi, bây giờ về gia đình sống đi. Thì bắt đầu tỉnh thức hết. Bây giờ không giận nữa đâu. Ai nói gì nói, tâm như cục đất rồi. Không, con em đi lên tu mà con không học được gì. Nó đỡ, nó giảm bớt, nhưng mà điều kiện có những cái nó không xả được hết. À, như bây giờ tất cả những giới luật kia thì con thấy cũng tạm ổn đi. Nhưng mà còn 2 cái nữa mà sao nó hoài mà nó được, cũng hiểu là tại sao. Phá quá khó, không phá được. À, tại vì mình thiếu cái này mà mình làm không được. Cho nên vì vậy mà phải tập cái này thôi. Nó có phương pháp. À, mấy con cố gắng. Rồi bắt đầu bây giờ còn hỏi thầy gì nữa không con? Thôi bây giờ xong rồi, mấy con còn hỏi thầy gì nữa không con? Thôi thầy vô. Thôi thầy vô mấy con.